Phan Thiết. Địa danh gắn liền với hương vị nước mắm nổi tiếng hàng trăm năm qua. Những ngư dân giản dị chất phác của một làng chài xứ biển. Một ốc đảo mát dịu giữa đồi cát nóng. Những cuộc đua xe địa hình đầy thách thức. Những món ăn hải sản mang hương vị của biển khơi. Bình Thuận, một bức tranh thiên nhiên đầy màu sắc. Những hương vị đặc sản đã vang danh khắp nơi. Những món ăn dân dã có từ lâu đời. Những cánh đồng thanh long bạt ngàn giữa lòng thung lũng. Đón xem tập 19 và tập 20 phát sóng vào lúc 20:30 ngày 17 và ngày 24 tháng 5 năm 2013 trên HTV9.